Oanh tạc cơ Mỹ hiện diện sát Kosovo. Biên đội oanh tạc cơ B-52 bay qua loạt quốc gia thành viên NATO giáp Kosovo trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa liên minh với Serbia. Biên đội oanh tạc cơ B-52 của Mỹ hôm 22 tháng 8 bay qua thị trấn nghỉ dưỡng Dubrovnik của Croatia và di chuyển dọc bờ biển Montenegro, sau đó tiếp tục hoạt động ở độ cao nhỏ trên bầu trời thủ đô Skopje của Bắc Macedonia và quảng trường trung tâm thủ đô Tirana của Albania. Ngoài Croatia, cả ba quốc gia còn lại đều có biên giới giáp Kosovo, tâm điểm căng thẳng giữa NATO và Serbia, đồng minh của Nga trong những ngày qua. Mục đích của chuyến bay là thể hiện cam kết và sự bảo đảm của Mỹ với các đồng minh NATO ở Đông Nam châu Âu. Đây cũng là cơ hội để người dân quay phim, chụp ảnh và chiêm ngưỡng các phi cơ ở khoảng cách gần. Không quân Mỹ ra thông cáo cho hay thêm rằng biên đội B-52 thuộc phi đoàn ném bom số 23 xuất phát từ căn cứ Fyford ở Anh. Tham mưu trưởng quân đội Albania Arben Kingji gọi đây là màn phô diễn quân sự chiến lược và thông điệp cho thấy sự đoàn kết giữa các đối tác chiến lược. Căng thẳng tại Kosovo leo thang sau khi chính phủ của Thủ tướng Albin Kurti hồi cuối tháng 7 yêu cầu người Serbia sống trong vùng lãnh thổ này phải chuyển đổi sang biển số xe Kosovo trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, nhưng sau đó hoãn thực hiện một tháng. Khoảng 50.000 người Serbia sống ở miền Bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm 22 tháng 8 yêu cầu NATO thực hiện bổn phận ở Kosovo, nếu không, Belgrade sẽ tự hành động để bảo vệ người dân tại khu vực này. Ông hồi đầu tháng 8 cũng tuyên bố Serbia sẽ không bao giờ nhượng bộ. Kosovo tuyên bố độc lập của Serbia năm 2008, nhưng người Serbia chiếm đa số tại khu vực miền Bắc không công nhận chính quyền ở Pristina. Họ trung thành về mặt chính trị với Serbia, nước vẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho nhóm dân tộc này. Năm 2013, Serbia và Kosovo cam kết tham gia quá trình đối thoại do EU bảo trợ để tìm cách giải quyết các vấn đề tồn tại, nhưng đạt được rất ít tiến triển. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối. Nga cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng giữa Serbia và Kosovo, trong khi Kosovo đổ lỗi cho Nga về căng thẳng leo thang hiện nay, cho rằng Moscow đang tìm cách đánh lạc hướng cuộc chiến ở Ukraine. Nhật có thể nâng cấp hơn 1.000 tên lửa đối phó Trung Quốc. Truyền thông Nhật cho biết, Tokyo đang xem xét nâng cấp hơn 1.000 tên lửa hành trình tầm xa để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Yomiuri Shimbun, một trong năm thời báo quốc gia của Nhật Bản ngày 21 tháng 8, dẫn các nguồn tin trong chính phủ cho biết nước này có kế hoạch nâng cấp hơn 1.000 tên lửa diệt hạm phóng từ đất liền để tăng tầm bắn từ 100 km lên 1.000 km, đủ sức vươn tới các khu vực ven biển Trung Quốc lẫn bán đảo Triều Tiên. Tên lửa sau khi nâng cấp có thể được phóng từ chiến hạm và máy bay trong biên chế của lực lượng phòng vệ Nhật Bản GSDF, cho phép chúng tập kích các mục tiêu trên bộ. GSDF được cho là triển khai tên lửa mới ở khu vực Tây Nam vùng Kyushu, cũng là một hòn đảo nhỏ nằm rải rác gần đảo Đài Loan. Kế hoạch nâng cấp tên lửa của Nhật Bản được cho là một phần trong nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực tên lửa với Trung Quốc, đồng thời ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Giới chức Nhật Bản chưa bình luận về thông tin trên. Nhật Bản thường chỉ dành ngân sách quốc phòng cho các dự án nâng cao năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, căng thẳng trên thế giới và trong khu vực gần đây khiến nhiều chính trị gia Nhật Bản kêu gọi xem xét lại chương trình quốc phòng, tăng chi tiêu và đầu tư cho hệ thống vũ khí uy lực hơn. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố nước này sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, vốn đang ở mức gần 1% GDP. Truyền thông đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có thể đề xuất ngân sách 5.500 tỷ yên, tương đương 40,2 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá tiếp theo, tăng so với mức 5.180 tỷ yên, tương đương 37,7 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2021. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo gần đây gia tăng, đặc biệt là sau khi Trung Quốc phóng loạt tên lửa đạn đạo qua đảo Đài Loan, rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nga cảnh báo nguy cơ hạt nhân với Mỹ. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cảnh báo, tình thế đối đầu giữa hai cường quốc hạt nhân có nguy cơ gây xung đột trực tiếp giữa Moscow và Washington. Những động thái của Mỹ nhằm tiếp tục tham gia vào cuộc đối đầu với Nga trong khủng hoảng Ukraine làm gia tăng nguy cơ leo thang khó lường và đụng độ quân sự trực tiếp của hai cường quốc hạt nhân. Đại sứ quán Nga tại Washington đang tuyên bố trên Telegram hôm 16 tháng 8. Cơ quan này cáo buộc Mỹ hành động mà không màng tới an ninh và lợi ích của nước khác và cho rằng điều này góp phần làm tăng rủi ro, đồng thời kêu gọi Washington xem xét kỹ hơn chính sách hạt nhân của mình. Đại sứ quán Nga thêm rằng Mỹ gần đây đã rút khỏi hai thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng là Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung năm 1987 cấm một số loại tên lửa nhất định và Hiệp ước Bầu Trời Mở năm 1992 cho phép máy bay các nước giám sát hoạt động quân sự trên lãnh thổ của nhau.
Mỹ chưa bình luận về thông tin được đại sứ Nga đưa ra. Tuy nhiên, Washington trước đó cáo buộc Moscow bố trí binh sĩ, khí tài tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, khiến nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân gia tăng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm ngày 1 tháng 8 cho biết, nước này cực kỳ quan ngại khi Nga sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia làm nơi bố trí trận địa pháo, rocket để tấn công các lực lượng Ukraine gần đó. Phía Ukraine tất nhiên không thể đáp trả, nếu không sẽ xảy ra một tai nạn khủng khiếp liên quan đến nhà máy hạt nhân. Ông Blinken nói, thêm rằng hành động của Nga rất vô trách nhiệm. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị Nga kiểm soát ngay từ đầu chiến dịch quân sự hồi tháng 2, nhưng đang được các kỹ thuật viên người Ukraine vận hành. Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau về các vụ pháo kích vào nhà máy, gây ra một số vụ hỏa hoạn và mất điện một phần. Nga vô hiệu hóa siêu vũ khí của phương Tây ở chiến trường Ukraine. Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế ở Moscow hôm 16 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã xóa tan những đồn đoán về siêu vũ khí của phương Tây. Ông nhấn mạnh, vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine đến nay vẫn không có nhiều tác động đến chiến trường như họ tuyên bố. Ban đầu là tên lửa chống tăng Javelin, một số máy bay không người lái đặc biệt. Gần đây hơn, các tổ hợp pháo phóng loạt như HIMARS hay lựu đạo pháo tầm xa được phương Tây quảng bá là siêu vũ khí. Tuy nhiên, tất cả các khí tài này đều đã bị đánh bại trên chiến trường, ông Shoigu bình luận. Ông nói, HIMARS không tác động nhiều đến tình hình chiến trường, ngay cả khi Ukraine dùng chúng để tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga như hạ tầng hậu cần, trung tâm chỉ huy. Ngược lại, ông khẳng định, vũ khí của Nga cho thấy năng lực tốt nhất trên chiến trường. Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, quân đội Nga đang nghiên cứu rất kỹ lưỡng các vũ khí phương Tây bị thu giữ trên chiến trường Ukraine, xem xét các đặc tính, đặc điểm cụ thể của chúng. HIMARS là tổ hợp pháo phóng loạt do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Đến nay, Washington đã cấp ít nhất 16 hệ thống HIMARS và các lô vũ khí viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Giới chức Ukraine và một số quan chức cấp cao của Mỹ nói, HIMARS cùng với một số các tổ hợp rocket khác của phương Tây đang xoay chuyển cục diện chiến trường. Quân đội Ukraine đang triển khai hiệu quả các đợt tấn công bằng HIMARS nhằm vào các trung tâm chỉ huy, mạng lưới hậu cần và nhiều mục tiêu khác của Nga. Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nhận định hồi cuối tháng 7. Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink hôm 2 tháng 8 cũng khẳng định vũ khí Washington viện trợ, trong đó có HIMARS, đã cho thấy hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Ukraine dường như đang sử dụng HIMARS cho các vụ tấn công nhằm vào kho đạn dược của Nga ở Kherson hồi tháng 7, gây tổn thất nặng nề cho Moscow. Phương Tây liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2. Moscow nhiều lần cảnh báo việc phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev chỉ khiến chiến sự kéo dài và có nguy cơ lan rộng. Ở Ukraine, binh sĩ Nga đang phải đối đầu với phương Tây. Các nước đang vạch ra cho lãnh đạo nước này con đường chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga. Các hoạt động này gồm hỗ trợ tài chính, viện trợ vũ khí, cung cấp dữ liệu trinh sát, huấn luyện cho quân đội Ukraine, ông Shoigu nêu rõ. Mục đích của NATO là nhằm kéo dài sự thống khổ của Ukraine. Song chúng tôi cũng chắc chắn rằng không ai ở NATO hoài nghi việc Nga sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các kế hoạch nhằm suy yếu Nga về mặt kinh tế sẽ thất bại. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thêm.